Chào thầy cô và các bạn đến với channel PN Computer. Hiện tại tôi đang sử dụng Google Meet để dạy học online các bạn. Trong video này thì tôi sẽ tập trung nói về vấn đề là điểm danh học sinh online như thế nào. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn hai cách điểm danh học sinh online cực kỳ hay các bạn. Đầu tiên là chúng ta sử dụng cái nút lệnh là Sell Extendant. Nút lệnh này đây các bạn. Thì bình thường thì Google Meet không có nút lệnh này nha các bạn để có được nút lệnh này ở đây thì chúng ta phải cài và cách cài như thế nào tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở phần sau video này còn bây giờ tôi sẽ demo chức năng điểm danh tự động để cho các bạn thấy được nha à, đầu tiết học thì các bạn có thể nhấn vào nút lệnh là sell để các bạn điểm danh đây thì nó sẽ dẫn đến một cái trang như thế này đây là danh sách học sinh danh sách những người tham gia vào lớp học các bạn Bên đây là thông tin về thời điểm vào lớp ha. Ví dụ như tôi vào lớp vào lúc 12 giờ 58 phút nè Đấy. Thì danh sách này chúng ta có thể là tải về máy nha các bạn Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở qua chúng ta giải tiếp Rồi bây giờ chúng ta giải tiếp nè Rồi cho đến là cái thời điểm là kết thúc buổi học Thì chúng ta sẽ nhấn vào đây để kết thúc nha. Kết thúc cuộc gọi nè Lúc này phần mềm sẽ tự động điểm danh cho các bạn luôn nha. Và đây là kết quả nè các bạn. Đây, ở đây thì nó có thêm một thông tin nữa, đó là cái thông tin là tổng thời gian tham gia vào buổi học. Đây. Đây ví dụ như ở phía dưới này à, tôi à, tham gia vào buổi học là à, với tổng thời gian là 3 giờ 33 phút 33 giây. Tôi dạy một buổi luôn nha các bạn. Đó. Thì nó thống kê cái thời gian ở đây. Cái file này các bạn có thể nhấn vào đây để tải về nè export nó ra, Đó, nó đang tải về nè các bạn. thì ở đây mình có thể là mở lên dưới dạng excel nha các bạn. Đây, mở lên này. đây các bạn thấy là file kết quả đây. đây. cột đầu tiên này là họ và tên những người tham gia. Đó, cột kế bên đây là thời điểm bắt đầu tham gia vào lớp học này. đây là tổng thời gian tham gia vào lớp học. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cái cài đặt cái chức năng SEO ethan này ở trên Google Meet nha Đây là Google Meet bình thường các bạn chưa có nút lệnh điểm danh nè Rồi để tạo nút lệnh điểm danh các bạn vào Google các bạn gõ từ khóa là Cửa Hàng Chôm Rồi các bạn tìm kiếm nha Các bạn thấy có trang đầu tiên nè trang là chôm.google.com Cửa Hàng Chôm trực tuyến, các bạn nháy vào đây cái này thì có một cái trang cửa hàng chôm à, mở lên như thế này thì các bạn thấy có cái ô tìm kiếm nè tìm kiếm phần mềm thì các bạn gõ vào đây từ khóa là mid stand à, các bạn thấy bên dưới có gợi ý là mix stand list à, các bạn chọn từ khóa này mít stand list à, nhấn vào đây đây các bạn thấy cái phần mềm đầu tiên nè, phần mềm có biểu tượng là con cú mèo cộng với uh, uh, biểu tượng google meet, các bạn click vào đây, nhấn vào, rồi tiếp theo các bạn nhấn vào nút là thêm vào chôm, các bạn nhấn vào thêm tiện ích, nhấn vào đây. khi này thì tiện ích đã được thêm vào rồi các bạn. ở đây các bạn đóng cái này lại nha. rồi các bạn thấy nhìn ở góc trên bên phải nè, có cái nút này các bạn nhấn vào nút góc trên bên phải đây. các bạn thấy là nút Google Meet, Hangout được thêm ở đây. các bạn có thể là ghi bên trên luôn nha. rồi đây các bạn thấy có biểu tượng ở đây nha. bây giờ mình sẽ quay qua Google Meet. đây các bạn thấy nè, ban đầu thì nó chưa có nút lệnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ load lại trang này ha. Load lại Google Meet nha các bạn. Sau khi load lại các bạn nhấn vào tham gia. Đây. Rồi các bạn nhấn vào biểu tượng nha, có hai cái hình nè, nhấn vào đây. Để mình kiểm tra lại kết quả nha. Đấy các bạn thấy lúc này nó có xuất hiện cái nút lại sale attendance ở đây rồi. Thì các bạn có thể là sử dụng nút lệnh này để điểm danh học sinh nha. Cài xong rồi thì khi nào cần điểm danh thì các bạn cứ việc là nhấn vào nút lệnh này để điểm danh thôi đó nhấn vào thì nó sẽ xuất ra cho chúng ta một danh sách điểm danh các bạn và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng điểm danh tự động thứ hai đó là sử dụng nút lệnh chắc Ethandan các bạn thấy nút lệnh màu đỏ ở đây nè các bạn khi mà chúng ta vừa mới vô lớp học thì chúng ta có thể là nhấn vào nút lệnh này để điểm danh nha các bạn đó, nút lệnh sẽ chuyển thành màu xanh như thế này các bạn các bạn thấy không không uh, phút uh, 4 giây nè xa 7 giây nè đó vân. rồi các bạn cứ dạy bình thường nha các bạn cứ để như vậy và các bạn cứ dạy bình thường thôi rồi dạy đến khi nào mà kết thúc buổi học thì các bạn có thể là quay lại cái nút lệnh này nút lệnh chắc ethanol này các bạn nháy vào à. nháy vào thì nó sẽ chuyển sang cái trang kết quả điểm danh như thế này nè các bạn đây các bạn thấy đây là kết quả điểm danh đây, kết quả điểm danh thông tin của lần điểm danh này là 0 phút 24 giây thông tin của buổi học ở đây và ở đây nó sẽ lưu lại tất cả những cái lần mà chúng ta điểm danh luôn các bạn ở đây tôi điểm danh hai lần lần trước và lần này thì nó sẽ lưu lại ở đây hết luôn rồi các bạn có thể là xem chi tiết ở đây xem báo cáo nè các bạn kéo xuống bên dưới nè đây là danh sách này. đây là danh sách những người tham gia học thân trường nè Tham gia là một trăm phần trăm luôn ha Rồi à, Nguyễn Minh Quang nè Tham gia 0.24 giây nè Trăm phần trăm buổi học luôn nè Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt cái chức năng Check Extender này vào đây nhé Đây là Google Meet lúc bình thường nha các bạn, nó không có nút màu đỏ Check Extender ở đây nha Rồi Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chèn cái nút này vào thì tương tự thì các bạn vào Google nha các bạn gõ là cửa hàng chôm, thì gõ từ khóa là cửa hàng chôm, các bạn tìm kiếm nè, các bạn cũng vào là chỗ là cửa hàng chôm trực tuyến nè, vào đây, rồi các bạn tìm cái ứng dụng có tên là Google Mix, các bạn gõ từ khóa Google Mix, S chắc Checker Google Mix s Checker nha các bạn Đó. Các bạn nhấn tìm kiếm Đây các bạn thấy phần mềm này nè Google Mix s Checker ở đây Các bạn Click vào Rồi các bạn nhấn vào thêm vào chôm Rồi thêm tiện ích Rồi các bạn đóng cửa sổ này lại một cái Rồi các bạn nhấn vào đây rồi, Các bạn thấy nè Đó, thêm Được thêm vào đây rồi các bạn có thể ghim lên trên nha, nhấn vào để đi ghim lên các bạn thấy có biểu tượng ở trên đây nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ load lại Google Meet nha các bạn. Các bạn load lại Google Meet một cái. Rồi, các bạn bấm vào tham gia. Rồi, các bạn thấy không? Lúc này thì cái nút lệnh là checkestan nó đã được xuất hiện ở đây rồi. Khi bắt đầu tiết học thì các bạn click vào đây thôi ha, click vào đây để bắt đầu điểm danh. Rồi các bạn dạy bình thường cho đến khi hết tiết thì các bạn click vào đây để điểm danh rồi nó sẽ trả về kết quả cho chúng ta thôi tự động trả về kết quả như thế này các bạn tôi vừa hướng dẫn các bạn hai cách điểm danh tự động trên Google Meet chúc các bạn thực hiện thành công nha cảm ơn các bạn đã xem video bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha